Mình xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay là heo mình nó chuẩn bị sanh nữa rồi. Rồi lúc 2 giờ sáng mình ra là mình thấy nó có triệu chứng nó muốn sanh rồi. Rồi bây giờ là nó bể nước ối rồi. Hiện tại bây giờ là 4 giờ rưỡi sáng nha. Mình ra mình canh nó đẻ, mình đã chuẩn bị xong hết rồi. Thì cái lúc hồi nãy là nó khó chịu lắm, vú nó căng sữa, nó búng nhiều lắm. Đó, sữa là xịt xịt nè. Các bạn nhìn vú, đầu vú nó nè nha. Đó, nó búng thành tia hết. Nãy giờ nó cũng khó chịu lắm rồi, rồi nó bể nước ối khoảng 5 phút rồi. Cái nước ối của nó là cái chất nhờn nhờn này nè. Đó. Nó có chất nhằn nhằn, là tí xíu nữa là nó sẽ đẻ thôi. Đây mấy heo con bên đây nó không chịu ngủ. Heo bên đây là khoảng bữa hôm nay là 20 ngày nha. Các bạn ngày mốt là tách bầy được rồi đó. Mà mình chưa có tách. Đây hổm cắt đuôi, có một con một còn sót đuôi. À nãy giờ là nó bể nước ối cũng lâu rồi mà nó gặn hoài không ra. Thì nếu mà gặp trường hợp như vậy á, nó đứng lên nằm xuống hoài á, thì các bạn nhớ xoa vú nó, massage vú nó để cho nó kích thích cái tử cung nó co bóp để nó đẩy con heo ra. Hay nhiều khi con heo nó bự quá nó không ra được á, hoặc là cách thứ hai á, là các bạn can thiệp trực tiếp đưa tay vào để chúng ta kéo con heo con ra nha. Thì bây giờ mình sẽ massage vú cho các bạn xem. Massage vú thì chúng ta so theo chiều này thôi, đừng có ngược lông nó. Lông nó chiều nào thì mình xem theo chiều đó, mình so vú so xuống nè. Nó kích thích là tự động con heo nó sẽ ửa cái bụng ra thôi. Rồi bắt đầu là tí xíu là nó sẽ gặn. Các bạn làm giống như mình, là đó là cách thứ nhất là dễ dàng. Còn cách thứ hai là đưa tay dao vào để can thiệp. Cách này thì có một số người thì nó khó. Tại vì một số anh chị em á, mình chưa làm lần nào á, nên mình chưa có biết chứ mình chưa có dám đút vô. Với một số anh chị em á, cái tay mình bự quá đút vô cái con heo nó chịu không nổi. Thì để mình đợi một tí nữa, nếu mà nó không sinh thần được thì mình sẽ can thiệp bằng tay. Đây hồi sáng đi ra đây là lúc gần 3 giờ sáng rồi. Rồi mình không có đem cái đồ để điện thoại để kẹp để quay dễ dàng. Bây giờ gần 5 giờ sáng rồi. Sáng giờ hôm giờ là mình canh nó. Rồi hai đây là con nái bên đây á, mình chuẩn bị cho xuống rồi. Bên đây mình cũng chuẩn cho xuống luôn. Nó heo đã lớn hết rồi, nó đã ăn mạnh hết rồi. Bầy này á thì nó hổm nó tiêu chảy thì bây giờ nó mới hết. Hổm tiêu chảy nhìn nó tội nghiệp lắm. Còn mấy bầy bên đây thì nó đẻ ngày 17 mà bữa nay mùng 10 rồi, là 27 ngày rồi. Thì mình cũng chưa có cần thiết để cho nó xuống sớm á, xuống sớm nhiều khi nó dễ bị tiêu chảy. Rồi mình cho nó thêm vài ngày nữa thì cũng không sao. Chảy mình 1-2 ngày không sao. Thì mình muốn lên giống giờ nào thì mình cho lên giống giờ đó, thì mình có cách xử lý để cho heo lên giống khi muốn nha. Thì hôm nào mình sẽ làm một cái clip để hướng dẫn các bạn. À thì đây là con đầu tiên nha, nó mới đẻ ra. Hồi nãy mình kiểm tra là con heo nó mới vừa xuống và cái tử cung nó còn nhỏ lắm. Thì bây giờ tử cung nó nở rồi, nó đã đẻ được. Đây là con thứ nhất mà nó vẫn còn khó chịu đó. Bây giờ là heo ở chảnh nó cũng còn xuống đó, mình đợi tầm chừng 10 phút nữa, nếu mà nó không đẻ thì mình sẽ kiểm tra tiếp. Con heo này cũng bự á, mình sẽ đón tầm 12 con nha. Heo mình hiện tại đã được 3 con rồi ra, mới sanh ra được một con nữa. Con mẹ nó vẫn còn khó chịu, là trong vòng khoảng chừng 5 đến 10 phút nó sẽ ra một con nữa. Tại vì lúc nãy là cái con đầu tiên nó bị kẹt lại là nó dồn lại rồi, là con mẹ nó thở nhanh lắm, nó khó chịu lắm. Rồi tới sanh con thứ ba này con mẹ nó hơi đỡ một xíu, thì nó sẽ còn một con đẻ nhanh nữa, rồi bắt đầu con mẹ nó mới trở lại bình thường khỏe mạnh nha. Thế lúc nãy là nó khó chịu, nó bồn chồn lắm, nó dồn rồi nó đau, nó khó chịu á.
Thì các bạn cứ để lại bình luận xem coi dự đoán con heo của mình sanh được bao nhiêu con nha. Thì mình dự đoán là 12 con. Thì các bạn coi cái bụng đó nè, rồi các bạn đưa ra cái dự kiến của mình. À, heo mình á là bầy này á là con nó nhỏ chứ không có sanh con bự. Còn bầy bên đây nè, bụng nó bự nhưng mà sanh heo bự nên là số lượng heo nó ít. Heo này 16 vú nha. Heo con sanh là tương đối thôi chứ không phải bự. À, đây là bầy heo sau khi đã sanh xong nha. Khoảng 10 giờ sáng nó mới sanh xong đó các bạn. À, bầy heo này là được 14 con. À, do hiện tại đêm hôm á, có một số trường hợp khó nên mình không có quay được, mình lo mình xử lý. Rồi bây giờ nó đẻ xong rồi, chiều nay mình đã bấm găng cắt đuôi rồi xong hết rồi. Rồi giờ mình sẽ quay các bạn xem mình sẽ đếm nó phải 14 con không. Đây 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Đâu một con rồi. Đây dưới này một con nè. Đây chỗ này một con nè, 14 con. Nó này đẻ ra cũng đều các bạn. Nhưng mà có cái là nó hơi nhỏ xíu, nhưng mà heo nó đều, nó không có con nào còi. Vậy là cũng mừng, cũng tốt rồi. Heo nó cũng đã ra nhau xong hết rồi. Thì bữa nay nó cũng đã ăn được 1 kg cám rồi. Nó tự nó đứng dậy ăn rồi. Còn bữa nay tính tách cái bầy này mà chưa tách được nữa. Còn bầy bên đó thì để bán Tết. Bầy bên đó là khoảng 40-45 kg. Thì hai con ở đằng kia là khoảng chừng 2 tuần nữa là sẽ đẻ. Rồi ở dưới này nữa. Rồi con heo này thì mình chỉ quay sơ cho các bạn nắm để biết là nó đẻ số con được bao nhiêu thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn nhớ bấm đăng ký để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn.